cho hết ra đây luôn. Chào cả nhà. Bữa nay có món bén nhẹ. Đó, đây là chân gà nha cả nhà. To ghê không? To ghê không? Tỏi cần. Ủa sao cái chân gà tắn hơn mặt anh vậy? Quất quả cả ngày, bữa nay móc đất á, bữa nay móc đất nè, bắt đầu thưởng nè, thưởng ăn trứng gà nè. Ồ, quà nó. Bây giờ mình sẽ chẻ nó ra, bắt đầu mình ướp bữa nay mình làm cay nha. Giờ quén như vậy. Nó không đi ngay được rồi. Mình chẻ chỉnh giữa ra rồi bắt đầu ướp gia vị vô cả nhà. Vậy là thành phẩm nha. Nhìn đã ghê không? Đúng là chưa có vợ mà trẻ mấy này thấy nó đẹp rồi đó. Lát hai anh em mình nướng là cái này đặc biệt lắm nha. Nướng như cái kiểu gì ta? Mưa đi, đậu đi. Của hai anh em đậu mới hết. Ôi, chiều mà yến nó bay nè cả nhà. Quá trời luôn. Yến mà bay mà hai anh em không có chỗ quay là chui núp ở dưới góc đây quay luôn à. Ngồi anh Tảnh nó bay sạc đầu. Rồi, xong. Sao cảm nghĩ sao anh trẻ hết mớ này, cảm nghĩ của anh sao? Nhìn hấp dẫn chứ làm sao, quá đã luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đâm mứa ớt cay nhé. Rồi bữa nay tôm quá tài tôm luôn này. Bữa nay tôm gì đây, tôm sông nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cuốn mình đâm. Hôm nay hình như tôm lẻ ha anh. Hàng gì ăn thoải mái luôn á. Em đi mua bữa nay sao nó nhìn nhiều. Wow, đây. Đó, cả nhà nhìn thấy đã ghê không? Bây giờ mình sẽ đâm. Đây, muối ớt nè. Muối đây. Muối. Nói chung là mấy cái này anh em mình cũng có đi ra đây cũng có đem sẵn theo nha. Này hơi quay hơi tối. Một chén muối. Wow. Ôi đất ơi. Ngon. Ôi còn sót con trái. Ồ cả nhà thấy không? Mình sẽ chọn ướp hết gà đây. Ồ vậy nè, mới đã nè cả nhà. Chén gì nè. Đó ghê không? Đem lấy nét cái. Ôi. Đã không? Đã. Đã.
À, bây giờ mình sẽ cho tí tỏi nữa, cho thơm. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ ướp. À, vậy là đã cả nhà. Mình sẽ cho hết ra đây luôn. Mình sẽ cho hết ra đây là mình sẽ không có ướp cái gia vị gì hết nữa nghe cả nhà. Lên đây đó, cái mùi ớt nó xong nó sốc lên cái lỗ mũi rồi. Rồi bây giờ vậy chưa đâu, chưa có cái gì gọi lạ hết á, bây giờ còn cái này nữa nè, đăng 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 đó, cái này nữa nè, đây vô nữa đâu có giữ. Đó. Lên màu ha. Có nhiều như vậy nè mới đã nè. À, cái này không biết cả nhà cảm nghĩ sao chứ mình thấy là hơi nóng nóng trong người vậy đó. Ồ, nè, cả nhà thấy không? Cái lượng ớt nè. Mình thấy nữa nè. Nó sọc rồi, cái lỗ mũi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn để đây để thấm chút. Bây giờ mình sẽ đi qua, mình nhấm rửa than. Bây giờ mình sẽ sạn lên nướng nha cả nhà. Ồ, than đỏ hết luôn rồi. Mấy con vịt này kêu kêu nó muốn lên nồi này hay gì ta? Ăn vịt nướng không? Ăn. Ăn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho lên thôi. Ôi ôi, nó thấm cái nó vàng ghê, ớt nó sọc lên mũi. Coi chừng lớn mấy con tôm em nha. Coi nó quặn gà nước mắt đây nè. Vừa nướng vừa khóc nữa.
Rồi, tiền 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 tới đây, tới đây. Wow. Wow. Ồ, hấp dẫn chưa cả nhà? Đây mình cũng có sạn cái tàu lá chuối á để mình. Ồ, nước chấm này, đây là đậu chấm của mình nha. Trời ơi. Giờ mình sẽ cho ra đây. Mình sẽ chấm muối ớt rồi tiêu nữa. Ồ, ăn vậy mới đã. Wow. Hai cái loại này là vô là hơi đã rồi nha. Cái này là hình như hai anh em hay gì á, ớt với tiêu là hai anh em không ta? Ăn vậy mới sướng em ơi. Nó có một lấy cái chân trọng trọng luôn. Mình chơi luôn. Chơi luôn nha. Ui. Ủa? Chanh anh đâu? Chanh nào, rồi để em lấy. Trời ơi, nhìn là thấy hơi mặn rồi đó, mặn không? Không đâu, để anh chấm thôi mà. Rồi, bây giờ mà anh mình test thử đi, test thử cho cả nhà thử nha. Cái nào vậy? Cái nào? À, cái nào cũng ngon hết đó. Vàng ơi, đã gì đâu luôn. Chấm với muối tiêu, ớt, chanh luôn nữa nè. Mời cả nhà nha. Ôi. Cái cảm giác thật là dâu mốt. Dâu mốt hả? Dâu mốt là gì ạ? Đã. Tuyệt quá lắm cả nhà ơi. Nhưng gà thì nó mềm. Nướng như muối ớt á. Cay. Các bạn có làm thì cũng vừa thôi. Nhưng mà ngon lắm. Thảo quá. Đây nữa. À, đây là mấy trái chuối nãy mình hái đằng đằng cả nhà. Giờ mình làm thêm cái chân nữa đi. Đúng rồi. Đó. Đã quá. Vớt kêu ơi. Tôm cũng dính gì nó vậy nè. Tôm vậy nè. Tôm rồi tiêu nữa. Ôi đồ coi. Tiêu hết nổi. Ôi. Đau quá. Thứ gì mà chịu nổi trời. Ồ, trắng à. Suốt. Tuyệt quá. Tuyệt vời hả? Hết trâu trời. Bữa ớt vừa nữa. Vậy. Ôi nhai rạo luôn. Mấy cái sụm á, nhai ngon. Bây giờ anh gọt chuối đi. Rồi làm thử cái chân này. Nhìn thấy là biết là chảy nước miếng chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi luôn rồi. Thơm lắm cả nhà ơi. Đây, mời cả nhà nha. Nó cay mà nướng với muối ớt ngon.
hồi nãy nướng á nó nổ bốc luôn á. Muối hả? Có muối rồi, nổ bốc luôn. Mà cái này mình nướng á dằn lại cái lượng muối nó để nó mặn. Mày là anh mình làm vừa ăn luôn. À, mình à, trời ơi. Wow. Tổ cắn bên nào đây bây giờ, cắn bên nào đây? Mình muốn cắn bên nào mình cắn. Lần đầu tiên ăn chân gà nướng muối ớt. Hết sảy con bà bảy luôn. Với chén nước chấm á, rồi cái mình cho ớt nhiều, rồi xong mình cho tiêu vô nữa. Wow. Cay của cay còn dư âm nữa. Dư âm nó không lên lại luôn. Da của nó hồng giòn lên. Rồi được. Mặn. Được, này được. Trời ơi. Này em được. Biết có rớt không? Đây, tém tôm trước cái đi. Chân gà nướng kiểu này là có 102 luôn. Cái này là thuộc về của anh mình nha. Cái này các bạn ăn cay không được thì đừng làm theo mình nha. Đúng rồi. Mình không có khuyến cáo các bạn làm theo. Tại vì cái này hồi nãy mình lúc mà làm á, cho các bạn xem á, nhìn các bạn cũng biết á, độ cay được hàng chấm mấy á. Yến quá trời. Mà ăn vậy mới đã. Ăn cơm đấy. Ê quên. Cái này à, hồi nãy anh nướng cái độ độ vàng với cái độ vừa tới con gà nó ăn vừa còn đủ cái độ dai của nó. Nó đạp. Món này mà các bạn nào mà biết nhậu á, làm món này đi. Ok lắm. Chân gà nó giận ngới luôn. Bye.
Ngon chơi luôn. Nào. Đây. Rồi. Wow. Đã phải không? Trời, yến quá tài luôn, nhà này còn có mặt trăng nữa ta. Có mà. Thôi, tới đây anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Rồi, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha. Chào cả nhà và đừng quên chia sẻ để ủng hộ cho anh em mình nhé.